À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với Đạo Phật à, Chúng ta à, Mỗi ngày niệm Phật à, à, Chỉ đúng một cái nguyện à, Khi bỏ báo thân này à, Chúng ta đều phát nguyện à, sanh cực lạc Vì nhớ là cái người mà niệm phật tin nhân quả quyết chí giản sanh thì cái cuộc sống của mình giống hệt như mình bị ngu và giống như bị thiệt thòi hai điểm này nhớ kỹ giống như mình sống ở cuộc đời này mình hơi bị ngu một chút vậy tại vì sao vì mục tiêu mình ở thế giới cực lạc nên giống như ở cõi này mình chịu thua thiệt Giống thiệt thòi ấy vị Mà thiệt thòi thì người ta cho rằng mình Bị ngu khờ Hiểu chưa Mà nếu như quý vị không chịu cái thiệt thòi Ở cõi đời này thì quý vị Khó thể nào sanh cực lạc Tại vì không chịu thiệt thòi Thì sẽ hơn thua Đấu đá với nhau Nên vậy thì mình đâu phải là Cái tâm người niệm Phật cầu sanh cực lạc đâu không? Nhưng quý vị nhớ cái câu Người xưa nói nghe Thiệt thòi là phúc á không phải ngu đâu vậy là nhất thờ chịu thiệt thòi vậy thôi nhưng những người như vậy thì thường có phúc báo trả lại yên tâm đi nên trong tâm mình chỉ cần có phật quý vị nhớ kỹ nha trong tâm chúng ta chỉ cần có phật thì quý vị sẽ yên tâm nếu như mình mỗi ngày mình niệm Phật Mà trong tâm mình không tin Phật Bồ Tát Không tin nhân quả Thì khi Những sự việc trong cuộc đời này đến với mình Sự tác động đó Nó đáng sợ hơn là mình Bị chết liền Nên như Đức từng kể câu chuyện với vị nghe không Sợ mà đến lúc Chết luôn, sợ chết luôn với vị. Sợ và chết luôn Nên Từ nơi đó mà trong tâm có vọng và tin nhân quả trong cuộc đời đi thì cuộc đời quý vị tuyệt vời lắm chúng ta cùng bắt tay vào làm những việc này ngày sống trong cuộc đời này đừng nghĩ mình thiệt thòi tuy là những điều những đức những đức nói hoài những điều này luôn nhưng mà nó không thừa đó quý vị vì chúng ta không dễ chịu thiệt thòi đâu à, nói nói vậy đó không dễ chịu thiệt thòi đó quý vị nhưng mà phải nhận thức thật là sâu sắc Mình chịu thiệt thòi ở thế gian mà mình có thế giới cực lạc Thí dụ như cái hưởng ở thế gian này được mấy mươi năm đâu Hưởng được bao nhiêu đâu Đa phần là khổ nhiều quý vị phải công nhận chỗ này Khổ nhiều hơn là vui Nên mình á Mình chọn thế giới cực lạc Thì mình phải chấp nhận cái khó và cái thiệt thòi của này Vậy thì cái tâm tu niệm Phật của mình nó mới phát triển được ừ. có một cái cô cô nhắn tin mà thường cô này cô cô về chùa hoặc là cô lên tu tập cô vui lắm nhìn gương mặt cô vui tươi vô cùng nhưng mà cái vui của người ta mà sau lưng đó nó có một cái khổ mà khi cô nhắn tin cô nói rằng khi mà gia đình giàu sang có địa vị xã hội Đùng một phát một Mắt sạch hết tất cả luôn. Chồng bỏ đi luôn Con phải Gỡ cho người khác nuôi Còn cô Phải đi làm và ở nhà trọ Và ở cái nơi đó Không cho niệm Phật lễ Phật luôn Thường ngày được lên rung tu bây giờ Không được lên rung tu luôn Kinh khủng không Nhưng mà gương mặt của cô tươi rối à. Thường đến chùa cô cứ cười suốt Vui vẻ lắm Nhưng mà không ai biết được Cái phía sau của người ta là một cái sự khổ đau vô cùng Thấy không Nên như đức chỉ có khuyên cô một câu rằng Hãy tin nhân quả Hãy tin nhân quả Tin Phật và tin nhân quả Thấy không? Nhớ kỹ chỗ này nghe Nên thí dụ như người ta đi đến chùa Mình đừng có nói câu là Con ơi đừng bỏ chùa nghe con Đừng nói câu này Người ta sẽ bỏ chùa đó Vì nói câu nào người ta mới không bỏ chùa Con ơi Đừng bỏ vật nghe con Thì người ta sẽ không bao giờ bỏ chùa Nhớ kỹ Đừng bỏ vật nghe con Là cứ nghĩ là mình đặt cho người ta ở đâu cũng nhớ vật đi Nhớ vật nhớ nhân quả đi Phù hợp ở đâu thì niệm Phật ở nơi đó Con ơi đừng bỏ vật nghe con Thì người ta sẽ không bỏ chùa vì người ta cảm ơn lời dạy của quý vị mà người ta sẽ không bao giờ bỏ chùa à. thí dụ như bây giờ một ngôi chùa người ta đến người ta vui thì người ta đến ngôi chùa người ta đến người ta buồn không à người ta đến làm gì vậy mình kêu người ta không bỏ thì người ta cũng bỏ à. thí dụ như bây giờ đi mình sống với nhau đi mà hai vợ chồng sống chung với nhau đi mà sống mà vui vẻ thì còn ham sống Chứ sống mỗi ngày mà đau khổ làm nhau đau khổ không Quýnh bạch bạch Mặt mài máu me không Nước mắt chan cơm Nhà Đức hỏi quý vị Vì sống như vậy thì có ý nghĩa gì đâu Đúng không Dù cho bây giờ chưa xa nhau Nhưng nó không còn cái tâm hồn gì Để sống với nhau nữa chứ quý vị Như con người mà mắc hồn Rồi bây giờ như cái gì Thì giống như người rơm đi nghĩ đi nên nó mới nói câu chùa là tổ ấm ta về mà. mà đã là nơi đó là tổ ấm thì người ta mới chung tay xây đắp chẳng nề hà chí Thấy không còn nếu như mà cái nơi chùa mà nó không phải là tổ ấm để người ta về thì ai chung tay xây đắp với quý vị quý vị mới nhớ kỹ chúng ta học Phật chúng ta nói rằng của tam bảo cái câu này là câu khiêm nhường dù người ở trong chùa có tạo ra cái gì cũng là của tam bảo đúng không nhưng mấy người ở trong chùa tạo ra của tam bảo được vì vị nhớ câu nè người hoàng đạo chứ đạo không hoàng người là người áp dụng đạo ở trong tam bảo và người áp dụng đó phải phù hợp thì tam bảo mới sanh phước báo mà khi tam bảo sanh phước báo thì tam bảo đó mới có củ cải để làm phục vụ chúng sanh nên nó rõ ra cái của Tam Bảo này phải gấp một con người Có khả năng tu phước duyên và có khả năng hoàng đạo Thì Tam Bảo đó nó mới phát triển Còn nếu như quý vị giao một ngôi Tam Bảo cho một người không có phước Thì ngôi Tam Bảo đó giỏi lắm dài ba người sống Hoặc là khổ đau te tu gã đám Nên quý vị nói cổ của, của Tam Bảo là khiêm nhường đó Chứ thật sự là con người ở trong Tam Bảo Mới tạo ra của, của Tam Bảo Ví dụ giờ một ngôi chùa không tu hành gì Không hướng dẫn ai tu gì Nhưng Đức nói chứ vì cái thùng tam bảo đó giỏi lắm người Ta đem đồng cắt gì thập phương bá tính Được nhiêu tiền đâu Đồng cắt đồng cắt bỏ vô thì Nếu mà dạ, Dài ba chục người khi sống không đủ Nhớ chưa Nhưng mà mình cứ đem đạo pháp mình giới thiệu Mình phải làm lợi ích cho chúng sanh Người ta về chùa người ta cảm thấy đây là tổ ấm Sự bình an Mà tổ ấm là cái gì biết không Nghe tổ ấm nè cái gia đình mình tổ ấm là gì quý vị Là chân thật, chân thành Đến với nhau Chân thật, chân thành đến với nhau Đây mới là tổ ấm Bây giờ hai vợ chồng mà không chân thật, chân thành, thì Mỗi người có thủ đoạn Để mà cá nhân là sao hạnh phúc là Sao gọi là tổ ấm hả quý vị? Đây là những nó là một gia đình thôi đó Còn nếu như vào ngôi Tam Bảo mà nơi đó Suy nghĩ những cái vật chất đối với Phật tử thì đây không phải là tổ ấm nên ta về vì khi người ta về người ta cảm thấy bất an vì ngoài đời người ta đã quá cực rồi người ta làm việc đầu tắt mặt tối vậy thì người ta đem vật chất vô cúng dường phải cảm giác nơi đó là tổ ấm và nơi đó phải làm được việc lợi ích cho người ta cảm thấy có niềm vui có sự an lạc và có cách tu hành thì người ta mới thật sự đi đến đó và người ta cùng chung tay với, với mình dù mình không kêu người ta nhưng mình hãy cho người ta cái bình an đi Mình hãy cho người ta cái hạnh phúc đi Vì sao? Vì người ta ở ngoài đầu tắt mặt tối Người ta bước vào chùa Mình cho người ta cái bình an Thì ngôi tam bảo đó tức khắc thịnh vượng Giống như một công ty xí nghiệp quý vị gì? Đối đại nhân viên tốt đẹp Đối đại người làm công tốt đẹp Quý vị có điều kiện làm công tác xã hội tốt đẹp Chấp hành với quy tắc của nhà nước đưa ra đặt đàng, đàng hoàng Thì tức khắc quý vị công ty đã phát triển tốt Chắc chắn quý vị luôn quán ăn hay là bất cứ một địa điểm nào gì hãy phục vụ người ta bằng cả tấm lòng thì người ta cũng phục vụ mình bằng cả tấm lòng dù mình phục vụ người ta đồ ăn thức uống đồ vật đều là chân thật thì người ta cũng nhiệt tình người ta ủng hộ quý vị thì quý vị mới thành công cái việc làm ăn của quý vị thì một ngôi chùa cũng vậy mình phải làm sao đến với người ta rồi người ta sẽ đến với mình con người ta đa phần ai cũng có cái góc độ là coi thử coi mình đến với người ta như thế nào hiểu chưa Nhất là cái gì mà mới mẻ đó Giống như một quán ăn mới ra Người ta cũng coi coi Ta lợi, người ta coi coi quán ăn này đồ ăn thì sao Rồi một người mới quản chúng chùa lên Người ta coi coi ông quản chúng này sao Ông có làm như những người đi trước đó thành công hay sao Tâm lượng ông sao Thì lúc đó người ta mới đến với mình Chứ không phải mình kêu người ta đừng bỏ mình Vì người ta sẽ bỏ mình Mình phải làm sao để người ta đừng bỏ mình Đó là mình phải chân thật Mình phải có bản lãnh mình phải chịu khó nhiệt tình Mình phải thương yêu các cụ già Bằng cả tấm lòng Còn một đồng một cách mình cũng cho cụ ăn luôn Vì cuộc đời các cụ niệm Phật cũng chưa chắc giải sanh Như vậy thì mình nuôi một con người cho người ta ăn ngon Đàng hoàng Đó cũng là một cái phước duyên vì Phật độ chúng sanh Vô lượng kiếp Mình là phàm phu muốn độ một đời sao được quý vị Nên mình đã nuôi con người thì nuôi bằng cả tấm lòng Nuôi cha mẹ thì nuôi bằng cả tấm lòng Mình nuôi bằng cả tấm lòng mình đi thì mình cũng giảng sanh phước duyên Thận cảnh thuận duyên mình về cực lạc đi rồi mình trở lại mình sẽ độ họ tiếp tục vì mình với họ đã có nhân duyên rồi nếu như quý vị mà làm vậy thì cuộc đời quá tự tại luôn thật sự quá tự tại còn có những người nghĩ rằng mình phải khuôn người ta để cho người ta giảng sanh Không có chuyện đó nó bậy quá nói chuyện tầm bậy một con người như một cái cái cái, cái trái vậy đó. nó đến lúc già thì nó sẽ tự chín thì nó sẽ ngon thôi còn nếu như mà ép trái non Thì nó có chín đi chăng nữa cũng là lạc lạc lẻo thôi Hiểu chưa Mà lạc lẻo thì nó trong lục đạo lương hồi Còn đủ duyên mà chín Thì nó mới là Tây Phương cực lạc Nên Hiểu được nguyên lý này thì hãy làm đúng trách nhiệm mình đi Nên đừng kêu người ta Đừng bỏ chùa Mà hãy kêu người ta đừng bỏ Phật á Cô ơi chú ơi Biết Phật Pháp rồi Dù cô chú không đến chùa nữa nhưng cô chú ở nhà cố gắng niệm phật lễ phật tu hành vì phật pháp hay lắm còn con thì con làm dây trò quản chúng nên con sẽ làm tặng đáy lòng mình thôi những người đi trước làm con làm dù là không được như họ con sẽ cố gắng hết lòng con mà làm bằng cả tấm lòng hãy làm sao cho người trong chùa cảm nhận mình đi và lấy những người đó để nói ra cho những người phật tử biết là người này chăng thật làm thì ngôi chùa đó nó sẽ thịnh cái gốc là từ ngay con người đó rồi mới phát ra cành lá là hàng phật tử đến nơi đó đó là sự thành công đó quý vị giống như những đức nói cho quý vị nghe chứ quý vị ra ngoài có thành đạt cỡ nào nhưng vị trở về nhà quý vị gia đình đi rủi tàn về nhà thì hai vợ chồng quýnh bạch 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 mặt mài máu me không thì quý vị có bước ra ông này bà nọ đi chăng nữa thì quý vị không, cũng không có chỗ trở về nên mới nói là gia hòa vạn sự hưng Nhà mà hòa thì vạn sự mới hưng Ngôi chùa mà chúng Chúng mà hòa, chúng mà tin tưởng mình Thì chùa mới thịnh Chứ không phải là đi lo cái cái ngọn bên ngoài Là kêu người ta đừng bỏ mình đâu Sợ người ta không cúng với mình à Đừng có lo Hãy làm bằng cả tấm lòng đi Mỗi một cụ già niệm Phật đều là có phước báo hết Mình chỉ cần lo cho các cụ bằng cả tấm lòng mình Hãy làm mình là một người con thương các cụ Lo cho các cụ đi bằng cả tấm lòng có tiền bao nhiêu cho cụ ăn uống đàng hoàng đàng hoàng hết luôn mỗi năm tết nhất đến mua đồ cho các cụ bạn sạch tiền luôn các cụ sẽ cảm với tấm lòng mình và mỗi người đi đến chùa các cụ sẽ khen mình các cụ nói rằng ông thầy này nhiệt tình lo cho tôi ông thầy này nhiệt tình lo cho tôi chính lời các cụ nói là đưa mình lên một cái đỉnh cao để mọi người tin tưởng mình tin dùng mình để mình thịnh vượng cái nơi tam bảo đó đó là phương pháp đó quý vị một trăm phần trăm luôn hãy làm bằng cả tấm lòng đó là đúng nhất luôn nên đây là cái rất quan trọng của từ đời lãnh đạo sống với nhau vì nên bình yên mà ai mà không tìm nó, muốn tìm nó bình yên đâu tại sao mà như đức nhào vô cái room này quý vị cũng nhào vô vậy? tại vì quý vị cảm giác được cái bình an à chứ giờ như đức đang ngồi ở phương trời nào nè Quý vị cũng đang ngồi ở nhà vì tại sao bị nhào vô đấy cái lễ quan âm bồ tát mới đây quý vị coi số lượng người 6 mấy ngàn người Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm trong rừng Nhà Đức dự đoán vậy thôi chứ nó còn nhiều hơn nữa đó Vì nghĩ tại sao mà lại kỳ cúng như vậy Tại sao ngôi Tam Bảo bự rồi rộng lớn Tại sao mà không về lại Mà mình lại lại cái phòng mình Mà ngày xưa người ta về chùa Vì người ta muốn tìm nơi bình an Người ta cảm giác Người ta đến với con người này bình an quý vị à Con người thì ai cũng có cái sai Nhưng mà cái chân thật thì đừng đánh mắt Cái chân thật thì đừng đánh mắt nên anh em bên cạnh như thích những đức điều nói cái chân thật Nhưng mà tại mấy anh em tùy duyên mấy anh em Nó Thật sự mà nói Những đức nghe Hòa Thượng Tịnh Không nhìn đức học được cái này hay là quý vị Hòa Thượng Tịnh Không năm xưa nghỉ bên Úc Ngài mua một cái nhà thờ Để làm cái nơi mà hành đạo của Ngài Nghe câu này ai mà nghe qua nghe mở rộng ra nghe Chứ không phải là cái câu bình thường đâu á Thì khi Ngài mua nhà thờ đó để tử Ngài nói một câu nè Thôi bây giờ hình chúa đồ này kia mình dọn hết Và tự không Ngài nói phạt Vì cái nơi đây là Người ta thường đến người ta quen rồi Tới giờ của tôi giảng pháp Phóng máy chiếu ra hình thánh chúc Máy chiếu Khi tôi ngưng giảng pháp Trở lại hiện trường bình thường Nhưng chúng ta ở đó hành đạo Đem Phật Pháp giới thiệu quan cảnh phan hệ dẹp nó nhà đức nghe hòa thượng không người giảng rõ ràng luôn nên ngài đi đâu cũng vậy chứ nó đều thuận tiện vì sao vì ngài không có đối lập với ai hết điều hòa hợp thấy không đó đó là cái thành công của cái cái lời giảng mà mình để ý đó quý vị đó hòa hợp quý vị cái hòa hợp đó nên một con người người ta ở đó cái duyên đã rất dày người ta vừa đi mình dẹp sạch nhất của người ta cho nên người ta sẽ nghĩ đến chùa là phải đúng rồi đó là cách làm hẹp hòi tâm lượng không đặc biệt nếu như mà tâm lượng lớn thì mình hãy để từ từ mình mình hãy chỗ cái lương tâm mình ra để nó phù hợp để nó đắp vào đó người ta sẽ hướng về mình hết luôn ngôi chùa đã tiếp tục nói tiếp và thịnh vượng đó là một phương pháp đặc biệt tuyệt vời nhưng đức mong những anh em đã từng bên cạnh nhưng đức nghe lời này hãy ngồi suy nghĩ lại chính mình những gì của mình làm ngày hôm nay là những gì của ngày mai người ta sẽ đến với mình đó đừng bao giờ nói rằng đến với tôi như thế nào cũng được nó không đơn giản như mình nghĩ đâu nó không đơn giản như mình nghĩ đâu quý vị à. quý vị có thể theo một ông thầy có cái sai nhưng quý vị đừng nên theo một ông thầy dễ dàng thay đổi Bị nhớ kỹ Vì sai ai cũng có sai Sai thì sửa Nhưng là dễ dàng thay đổi Dễ dàng thay đổi lương tâm mình Thì đây là một con người khó chấp nhận được lắm quý vị Vì họ giỏi dàng thay đổi Thì họ cũng giỏi dàng đổi pháp tục Hiểu không quý vị Nhớ kỹ điều này nó nên những đức nói những anh em bên cạnh như đức đa phần đều những người chính một tay như đức gầy dựng ra tạo ra nó, nhưng mà thật sự mà nói thì mình nuôi con như vậy nuôi con như không nuôi được tấm lòng của con dù bản thân quý vị dù có làm cha làm mẹ anh ta đó dạy con thì có khi quý vị cũng biết cách dạy nhưng con có làm giống mình hay không điều đó là khác không? nên cái danh cái lợ rất dễ che phủ đôi mắt con người khác và cái chứng tỏ là cái thất bại của con người chứng tỏ là cái thất bại chúng ta đi trong cuộc đời phải có vấp ngã để chúng ta kinh nghiệm và trưởng thành không ai hoàn toàn tốt đâu quý vị ạ. À. Những đức cũng vậy thôi. Nhưng đây là những điều chia sẻ. Mà trong cuộc đời những đức có những cái dấp ngã. Đây là bài học kinh nghiệm trong cuộc đời. Thật sự chúng ta có thể chấp nhận dấp ngã. Và chúng ta sẽ đứng lên. Để chúng ta trưởng thành quý vị ạ. À. Nên những đức mong rằng tất cả Phật tử hay bất cứ mọi người nào. Dù cuộc đời có như thế nào đến với mình. Hãy bình tĩnh khi mình vẫn còn sống. Chúng ta còn thì chúng ta có cơ hội. Rừng xanh sợ gì không có củi đốt Chúng ta còn Chúng ta còn có cơ hội Nên những đức gỡ lời đến cái cô mà nhắn tin những đức Cô đang bế tắc Những đức khuyên cô mình chỉ cần còn sống Mình chỉ cần còn niệm Phật được Là mình sẽ còn cơ hội Cô hãy yên tâm Cô hãy tin Phật tin nhân quả Như đoạn đường mình đi bằng Cũng đừng quá tự hào Khi con đường dòng cũng đừng quá chán nản Qua con đường dòng Tới con đường bằng yên tâm hãy tin phật tin nhân quả đi vi vị hãy phấn chấn lên để sống hãy phấn chấn lên để sống như những đức cũng vậy cũng phải phấn chấn lên để sống những đức mong mấy anh em trong chùa làm sẽ tốt hơn những điều những đức chia sẻ đây không bao giờ có cái tâm gì không phải với mấy anh em đâu mà lấy là những lời nói rất chân thật bằng cả tấm lòng những đức vì chính bản thân những đức quản chúng chùa đã có kết quả dù những đức có cái sai gì nhưng mấy anh em thấy những đức quản ba ngôi chùa rất tốt Tại sao những điều đó mấy anh em không làm? Nếu như mấy anh em mà bình tĩnh cái tâm lại, giữ lại một khoảng thời gian thì mấy anh em sẽ không bao giờ thiếu thốn một cái gì cả. Mà bao nhiêu phật tử sẽ nhìn mấy anh em, những con người này có chữ chung, cái đạo đức đó của mấy anh em sẽ không bao giờ thiếu thốn đâu, một trăm phần trăm. Nên con người sống với nhau đừng dội vàng, lặt mặt với nhau quý vị danh lợi nó phù du ảo ảnh lắm. Những đức cũng nói những đức có sai mà, danh lợi nó rất phù du ảo ảnh. Đừng vì danh lợi mà che mờ cặp mắt của mình. Và đừng đặt vấn đề vào danh lợi để giữ cái cổ của mình mà đánh mất đi lương tri của mình. Con người có thể dám tạo ra và có thể dám bỏ đi. Nhưng rồi chúng ta cũng tiếp tục tạo ra. Cũng như những đức tạo ra cái đúng này trong cuộc đời này thì một ngày nào cũng sẽ không còn quý vị nhớ cảnh giới Phật nói thành trụ hoại không thân có sanh già bệnh chết không có cái gì trong cuộc đời này thấy mà tồn tại cả nên trong kinh Đức Phật nói tất cả pháp hữu vi như mộng nguyễn bọt bốc nên chúng ta đừng nên chấp nặng vào hoàn cảnh này hãy sống bằng cả tấm lòng đi hãy sống bằng cả trái tim đi quý vị nhớ Đúng không? Chúng ta hãy sống bằng cả trái tim nha Ai với Đạo Phật Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi Ai với Đạo Phật Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ trong mọi hoàn cảnh nha Những đức mong những người biết những đức ai cũng có nụ cười hết Gặp nhau đều có nụ cười hết Từ đây cho tới ngày mình ra đi nha quý vị Về thế giới cực lạc gặp nhau nha Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật